Cách đây không lâu, một loài nấm trong Minecraft đã phát triển và bắt đầu ký sinh vào cơ thể của vật chủ. Vật chủ sẽ bị mất kiểm soát và điên cuồng lây nhiễm nấm ký sinh, rồi từ đó phát triển thành những cá thể cao cấp hơn với sức mạnh tăng gấp đôi. Và tất nhiên, khả năng lây lan cũng sẽ tăng theo. Thế là nguồn cơn của một đại dịch kinh khủng đã bắt đầu. Liệu rằng Lộc có thể sinh tồn và sống sót như thế nào? Lộc có thể đẩy lùi được đại dịch hay sẽ bị quân đoàn nấm ký sinh bao vây và sơ tái? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong hành trình đại dịch nấm ký sinh. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft đại dịch nấm ký sinh. Trời ơi, mấy ngày rồi không gặp các bạn. Và tình hình ổ dịch xung quanh cái nơi ở mình đó các bạn, tạm thời là tương đối ổn ha. Mình vẫn có thể cố thủ bằng cái khả năng phòng ngự của cục CDU nè. Tuy nhiên thì chắc mình phải sớm kiếm thêm CDU mang về và mở rộng cái phạm vi phòng thủ hơn các bạn ạ. Rồi xây thêm hàng rào các thứ ha. Cho nên là hôm nay dự là chúng ta sẽ ưu tiên đi khám phá khá là nhiều đây. Đó đó đó. Lác đác chỉ còn một vài con nó đi từ nhiều hướng lắm các bạn ạ. Hướng nào mà không có xe đu là bọn chúng ưu tiên đi hướng đó lên hay sao á. Khá là nguy hiểm ha. Rồi, và trong thời gian giữa hai tập mình cũng có chế tạo thêm khá là nhiều đạn để chuẩn bị cho công việc đi khám phá ngày hôm nay nè. Để lúc đó mình chiến đấu mình sẽ không có sợ kiểu hết đạn giữa chừng. Trời, nó tàn hình nó đi lên các bạn ơi. Không để ý là nó áp sát lại liền. Đấy, đấy là lý do mà mình phải nhanh chóng nâng cấp cái căn cứ, có thêm màn rào các thứ lên ha. Nói là chắc làm liền luôn đi nhờ. Chắc mình sẽ làm hàng rào các bạn ạ. Rồi sau đó dùng cái Universal Block Reinforcer nè, mình nâng cấp nó lên thành cái hàng rào siêu cứng á. Như vậy chắc sẽ ok nhất. Và gỗ thì chắc mình sẽ dùng gỗ sồi sẩm đi, bởi vì gần đây có cánh rừng gỗ sồi sẩm rất là to nè. Ui trời. Nhưng mà đồng thời cũng có rất là nhiều quái vật nhiễm nấm ký sinh xuất hiện từ hướng này các bạn ơi. Cực kỳ nhiều luôn á. Ui, cái quần đùi vậy. Ê, nó mới tiến hóa các bạn ơi. Yêu căng thì chứ. Thôi. Chặt cây lẹ rồi chúng ta đi về làm hàng rào các bạn ơi. Ui, ở đây còn có công trình gì nữa vậy? What? Ui, trong đây toàn là những cái Ui, tôi xong rồi, trong đây toàn là những cái xác đã bị chắc bị bọn quái vật nhiễm nấm ký sinh ăn thịt đó các bạn. Nhưng mà khoan, từ từ. Oh my gosh, mình bị upshot rồi. Oh no. Ui, chưa gì đã bị bọn chúng upshot rồi. Yêu, trời, nó mò xuống tới đây luôn rồi. Mèn đấy coi. Hên, mình vẫn an toàn các bạn ơi. Các bạn ơi, Lập mới tìm ra được một chiếc app cực kỳ thú vị và có tên siêu dễ nhớ, đó chính là Lemur. Trong đây có rất là nhiều tính năng hay ho nha các bạn, như là nông trại nè, chỉ cần trồng cây, sau đó chúng ta thu hoạch chúng, thế là có tiền, đã chưa. Ngoài ra, nếu muốn tăng tốc độ cày cuốc thì chúng ta cũng có thể sử dụng tính năng phân bón. Lúc này, cây trồng sẽ tăng trưởng gọi là siêu nhanh, nhờ đó tăng được tiền mà chúng ta kiếm được các bạn ơi. Thu hoạch nông trại nhà mình chưa đã, các bạn còn có thể ghé nông trại của bạn bè để phụ hỡi mà. Thu hoạch giùm, kiếm thêm chút đỉnh, chưa hết. Còn có nhiệm vụ để chúng ta làm thêm nha. Phần thưởng có thể lên tới 300k đó. Vậy thôi là các bạn có bánh này gút hoài luôn rồi. Ngoài ra, app Lemo còn có hệ thống tạo phòng hoặc là tham gia phòng của bạn bè để cùng bạn bè chơi rất là nhiều trò chơi thú vị như là cờ caro nè. Trò này thì chắc đại đa số các bạn đều biết ha. Rồi còn có cờ tỷ phú. Trò này chơi là hơi bị cuốn luôn á nghen. Lộc hay chơi trò này nhất luôn á. Và còn nhiều trò dữ lắm luôn. Các bạn có thể tải app và từ từ tìm hiểu và chơi thử nha. Còn về cách tải app thì các bạn có thể lên App Store hoặc là CH Play tìm kiếm Lemur là ra liền luôn à. Hoặc là có thể nhấp vào đường link Lộc để dưới phần mô tả cũng như là bình luận của video nha. À mà nhớ đánh giá 5 sao cho chiếc app xịn sò này nha. Ok. Về tới nhà, việc đầu tiên mình cần làm đó chính là chế liền những cái hàng rào ngay lập tức các bạn. Tiếp theo là đi ra ngoài và đặt hàng rào xuống thôi các bạn ơi. Ui, bọn chúng lần theo dấu vết của mình và mò tới căn cứ của mình rồi. Không ổn. Phải vừa đặt hàng rào xuống và vừa để ý á nha. Kẻo là nguy hiểm. Rồi mình sẽ ưu tiên cái khu vực rộng nhất có thể là khúc ngoài này ha. Rồi chúng ta đặt hàng rào xuống các bạn. Và cũng như mình muốn test thử coi cái này. Ui, có thể các bạn ơi. Nè, nó đã trở thành cái loại hàng rào siêu cứng rồi. Real chặt còn không xi nhê mà. Yes.
Bây giờ mình nghĩ là nó chỉ sợ những cái con Fares thôi, tại vì con đó nó biết bay các bạn ạ. Còn mấy con kia thì mình nghĩ là không sợ lắm đâu. Cho nên việc tiếp theo mình cần làm sau khi mà có được cái hàng rào này á, đó chính là mình cần phải đi tìm thêm thật là nhiều xe đu để mình lắp ở những cái rìa ha, để ngăn cản không cho cái con Fares nó bay vô trong. Nó mà bay gần gần cái là nó bị cái khối xe đu tiêu diệt liền à. Anh điên này đi đâu? Muốn test đạn hay gì? Ok. Nhìn sơ qua thì sau khi có hàng rào, chỗ này cũng tương đối là an toàn. Ơ cái gì? Giờ mới quảng cáo là an toàn luôn trời. Mình chưa có biến nó thành những cái hàng rào cường lực các bạn ơi. Nên là bây giờ mình phải lập tức làm công việc này nhanh thôi, trước khi mà trời quá tối ha. Lúc đó thì bọn chúng kéo tới đông lắm á. Có một vấn đề là lâu lâu sẽ có những cái đợt càn quét của bọn zombie các bạn. Ừ, mình không biết bằng cách nào đó mà bọn chúng có thể xuất hiện kể cả khi mà mình đã cắm đầy đủ đuốc ha. Khó chịu vô cùng các bạn ơi. Thích xuất hiện đúng không? Thích xuất hiện đúng không? Ăn một quả gốc két cho biết mùi. Ơ này nữa. Ôi dồi ôi. Nhìn từ xa các bạn có phát hiện gì không? Cái ổ dịch mà ở tập trước mình dọn dẹp. Ê, con phải rết. Ây da. À, hai con luôn. What the hell. Ê ê ê ê. Trời ơi, nó vô trong này. À, hay thật. Hình như xe đu ở đây đã hết năng lượng hay sao á. Ây da. Trời trời trời, nữa nữa nữa. Ôi dồi. Bọn chúng xuất hiện ngay bên trong căn cứ mình luôn các bạn ơi. Còn bọn này thì không sợ lắm, tại vì bọn chúng không có cách nào mà nhảy qua được hàng rào này đâu, cũng như là không thể đập được á, nên là mình khá là tự tin luôn. Chỉ có điều lâu lâu sẽ có một vài con Fares nó bay vô thôi các bạn ơi. Cây là ở chỗ đó đó. Rồi, việc còn lại của mình bây giờ đó chính là dùng vũ khí và tiêu diệt bọn này thôi. Hay à, nếu mà có xe đu thì chắc sẽ dễ hơn các bạn ơi. Mình không cần phải động tay động chân quá nhiều ha. Ây vui. Toan rồi, toan rồi. Không được rồi các bạn ơi. Cái này là chắc mình phải nhanh chóng đi tìm xe đu thêm mới được á. Chứ có hàng rào mà không có cái xe đu để tăng cường khả năng tiêu diệt quái vật nhiễm nấm á, thì chỗ này không khác gì cái nhà tù đối với mình luôn á. Bắt buộc rồi. Ê ê ê. Khoan khoan khoan, vá chỗ này lại. Nãy con Fares kia nó nổ. Mẹn đét ơi. Thôi, tranh thủ đi sớm về sớm các bạn ơi. Gấp dữ lắm rồi đó. Giờ mà mình không tranh thủ tìm ít nhất đâu đó tầm 4 cái đi, 4 cái cục xe đu nữa, thì may ra chỗ này mới an toàn thêm được một xíu các bạn. Ok. Ui. Ui. Đây rồi, đây rồi. Ui, ui. Cái gì? Đằng kia là cái con. Oh my god, oh my god. Những cái con quái vật mà từ những cái kén á, bây giờ nó đã spawn ở ngoài tự nhiên rồi. Mà cực kỳ nhiều luôn các bạn ơi. Khoan khoan, mình cần phải vô trong này gấp mới được. Mình không có nhiều thời gian đâu. Lấy xe đu lẹ các bạn ơi. Oh no, oh no. Bọn chúng sắp càng vô đây rồi. Tốc độ, tốc độ. Ok. Trời ơi, nó bắn tùm lum, nó bắn tùm lum rồi. Ây da. Trời ơi, nó nổ. Ok. Ui. Ê, mình cầm bay đó. Ây, sao nhiều vậy? Ủa sao tự nhiên bữa nay dùng băng lại xuất hiện nhiều con này quá hả? Oh my gosh. Thánh thần thiên địa ơi, thánh thần thiên địa ơi. Cái quần đùi gì vừa xảy ra vậy? Ây da. Ây da, ây da. Ui. Ui, ui. Mình đã mất đi một cái vật tổ rồi thánh thần ơi. Ui không, ui không. Vật tổ, vật tổ. Cái gì vậy trời? Mình còn đúng một cái thôi kìa kìa. Yêu. Kinh vãi. Ê, chưa nạp đạn. Ây da. Ui xong rồi các bạn ơi. Cười cười, nó spawn kìa. Mèn đất ơi. Rồi sao xong? Một con đã mệt mỏi rồi, đằng này nó spawn một lần đâu cả chục con á kìa kìa. Thôi xong rồi, thất thủ thiệt rồi các bạn ơi.
Với cái tình hình này sao mình dám về nhà đây? Thiệt sợ luôn á. Ui, nó bắn rồi. Trời, các bạn coi nè. Ây. Một băng đạn là không hề xi nhê nó luôn nha. Giống như là gãi ngứa nó thôi á. Ôi xong rồi. Sao chơi đây? Tình hình này mình nghĩ là mình không trụ nổi tới 1100 thôi các bạn ơi. Cực kỳ căng luôn. Yêu. Quá lắm rồi đó nha. Phải, con này nó tấn công cận chiến không thì không nói. Con này nó tấn công từ xa mà cực mạnh nó mới ép á các bạn ơi. Trời ơi, súng mình là gần như không có tác dụng với nó luôn rồi. Để mình nạp đạn bắp chuối lại. Ok, mình khỉa nó thử coi. Biết bắp chuối bao nhiêu viên mới hạ được nó nữa. À dạ. Ui da, nó bắn đau quá các bạn ơi. Cực kỳ thốn luôn á. Bay lên cao bắn bắp chuối xuống. Trời ơi, thôi xong rồi. Coi số lượng những cái con này kìa. Mèn đất ơi. Làm sao vậy? Từ khi nào dùng băng lại trở thành lãnh địa của bọn này vậy? Ảo thật đi. Hồi nãy giờ mình chưa hạ được bất kỳ một con nào luôn các bạn ơi. À, số lượng bọn chúng xuất hiện ngày càng tăng á. Ê, hình như chỗ này gần cái đảo bắt đầu rồi sao các bạn ơi. Nguồn cơn của cái đại dịch này nè. Thành thử ra số lượng bọn chúng xuất hiện nhiều vô số luôn. Trời đất ơi. Mình nhắm vô một con mình bắn thôi. Và các bạn cũng thấy rồi ha. Gần như là một băng đạn của mình vô mà không hạ được một con nữa. Đủ hiểu mấy con này nó trâu cỡ nào rồi đó. Ý. Ủa, hết đạn luôn. Oh my gosh. Không biết mình trụ ở đây tới bao lâu đây. Giờ mình thấy mình sắp không ổn rồi đó các bạn ơi. Yêu ơi. Ây. Căng rồi. Tinh thần à. Ý. Tại sao mình lại rơi vô cái tình thế này chứ? Trời đất ơi, coi coi. Mày hạ được chưa vô? Chưa hạ được. What the heck? Một băng đạn của mình đa số là vô đầu luôn á. Mà không hạ được nó các bạn. Trời, nó cạp một cái. Bốn tận rốn luôn á. Băng thứ hai rồi. Ôi mày chui. Ui. Sao không ổn rồi. Hai băng là không hề đủ để chúng ta hạ được một con. Con đó là con say thì phải các bạn ạ. Ây ui. Ok. Đấy. Lợi đây. Một viên. Bắp chuối đạm tới 120 một phát lận các bạn. Hai viên. Dạ. Nhưng mà có điều bắp chuối nạp đạn hơi lâu các bạn ơi. Trời ơi, cũng bắn hụt nữa. Làm sao đây? Ok. Thất thủ thiệt rồi. Nãy giờ mới tìm được có một cục CDO hả? Ừ á, sao mình không đặt CDO xuống để hạ nó? Trời ơi, con kia. Số lượng này thì khoảng bao nhiêu CDO mới hạ được đây? Oh my god. Hoạt động đi CDO, please. Hình như số lượng bọn chúng ngày càng đông tới mức mà lắc cả máy mình luôn hay sao rồi kìa. Các bạn coi bọn chúng di chuyển nó cứ bị giật á. Ê. Ok. Ồ, đằng này có một cái nhà gì nhìn có vẻ rất là yên bình luôn các bạn. Ê, còn có hình dấu cộng ở trên nữa. Hả? Trạm xá hả? Phải không? Ủa sao nhìn nhà này quen quen nhỉ? Ủa hình như nhà này mình đã từng khám phá một lần rồi thì phải. À đúng rồi nè, nhà có những cục xà lan. Oh.
Wow. Liệu rằng trong đây có thuốc tàng hình không? Mình nhớ lần trước mình lượm được thuốc tàng hình hay sao á? À không rồi. Chiếc này không có thuốc tàng hình rồi các bạn. Ok. Ê, ê, và gần cái nhà kia còn có. Ồ, oh, cái khu vực nghiên cứu gì nè các bạn. Ê, khoan. Chỗ này mặc dù có xe đô đó nhưng mà mình cần phải vô trong cái. Tốc độ. Kích hoạt xe đô lên liền. Vô đây. Bước vô đây. Trong này có xe đô nên mình khá tự tin các bạn. Cứ kích hoạt nó lên rồi cố thủ bên trong xíu ha. Rồi con nào bước vô thì mình sẽ dùng súng. Ê, hết đạn. Còn không thì đợi cho xe đô tiêu diệt nó. Oh my gosh. Vậy là chúng ta đã tìm được cục xe đô thứ hai trong ngày hôm nay rồi. Yeah, gán thêm một cục nữa thôi các bạn à. Lúc đó mình có thể trở về nhà và kiểu như biến căn cứ của mình trở nên an toàn hơn rồi đó. Kiểu như có 4 cục xe đô ở 4 góc á. Yêu. Mà tốt nhất chắc là mình nên tranh thủ lút đồ và giọt lẹ các bạn ơi. Không nên ở chỗ này quá lâu đâu. Mình nghĩ vậy. Ok. À mà quên, hình như bình thường mình không có khám phá ngoài này. Ồ, ngoài này cũng có rương nữa nè. Ê, nhưng mà mấy lần trước mình khám phá khu vực công trình này á, mình không có lút rương ngoài này. Cũng có thêm những cái ice canister cho mình. Yêu. Nhưng mà có vẻ bọn chúng xuất hiện hơi bị đông nha. Ngày càng đông hơn các bạn ơi. Như vậy thì hơi mệt đấy. Một hai con thì không sao nhưng mà nhiều con quá là cũng hơi 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 rén nha. Dạ. Bye bye mấy con kia. Rồi. Tốt nhất là mình nên dọt các bạn ơi. Chưa đầy một hồi kiểu gì mình cũng bị ha bao vây cho mà xem. Chuồn. Chuồn là thân sách. Ê, gần đây còn có vùng biển băng nữa. Biết đâu mình lại gặp thêm một cái bunker nó cho mình thêm cái cục CDU nữa là ngon luôn á. Ê. Ê, nó luôn kìa. Ô. Có lý vậy. Ê. What? Ở đây có tới tận 2 khu vực có cái cục CDU luôn. Oh my god. Thời tới các bạn ơi. Bữa nay mình tìm hơi bị nhiều CDU mang về luôn nha. Ừ, chỗ này chưa khám phá luôn. Chắc chắn là như vậy rồi. Có kinh nghiệm rồi nên là mình sẽ lập tức đào một cái đường từ hướng này vô ha. Cho nó nhanh các bạn. Đấy, và lượm liền cục CDU. Cũng như là mấy cái thức ăn ở trong rương này ha. Quá đã. Sau đó thì lượn qua khu vực bên này. Ê. Bên này có vẻ đông hơn các bạn ơi. Từ. Ok, kích hoạt CDU lên liền. Đợi cho bọn chúng bị tiêu diệt bớt á. Bọn chúng bắt đầu thốm rồi các bạn. Ê, hết đạn. Bình tĩnh. Vô đây, bước vô đây. Chạy nổi không? Ê, cái gì sao không? Ủa sao CDU không hoạt động ta? Ủa kì vậy? Ủa alo? Ơ kìa. Ui CDU pha ke hay sao rồi các bạn ơi? Mẹ ơi. Ủa? Là có hoạt động dữ chưa? Ơ kìa. Mình test lại cái nữa coi. À có nè. Hình như hồi nãy nó bị lỗi hay sao các bạn ơi? Ừ. Trời ơi shit nữa là báo hại mình. Ê có con. What? Con nào nó hút mình như vậy? Ây da. Ẩu rồi đó ní. Ây da. Ôi xui. Mình phải lại gần cục xe đô của mình mới được. Ây. À. Ôi xui. Nó hút mình liên tục các bạn ơi. À cái con kia. Này thì hút hả? Đứng ở đây mà cố thủ thôi các bạn. Là bọn chúng tự động hẹo hết à. Yes sir. Rồi. Bữa nay là mình đã vượt chỉ tiêu dữ lắm luôn rồi. Nên là tranh thủ đi về sớm các bạn ơi. Ừ, còn đặt ở khu vực nhà mình nữa. Úi dồi ôi. Oh my god, cái đại dịch ở xung quanh căn cứ mình nó đã lan rộng lắm rồi các bạn ơi. Mình thấy là sắp không ổn rồi đó. Ok. Thôi. Tạm thời gác qua cái sự nguy hiểm đó đi. Giờ lo cho căn cứ mình trước rồi đó. Mình sẽ đặt xe đô ở những cái rìa của những cái hàng rào ha. Để tăng tối đa cái tầm hoạt động đó các bạn. Rồi bên đây một cái nữa nè. Đặt xuống. Còn không? Ok. Năng lượng vẫn còn tốt ha. Và một cái ở trước cửa nhà mình nữa. Ok.
Không biết bốn góc như vậy thì có ổn chưa? Hay là mình thêm những cái cạnh nữa ta? Xéo xéo này nè, thêm vài cái nữa. Trước mắt thì mình đặt trước bốn cái á. Và cái trong nhà thì chắc mình sẽ tạm thời gom lại, tại vì mình nghĩ nó không cần thiết lắm. Cái ngoài kia nó có thể hoạt động vô tới trong nhà mình mà, nên là để tối ưu cái phạm vi hoạt động thì mình nghĩ mình nên lấy nó và chúng ta dời tới một chỗ khác cần thiết hơn ha. Maybe là có thể ở cái góc này chẳng hạn, mặc dù nó ở bên ngoài cái hàng rào rồi, nhưng mà mình cũng sẽ đặt ha. Biết đâu bất ngờ sau này mình có thể mở rộng hàng rào ra hướng này thì sao. Rồi, bây giờ thì tầm hoạt động của khu vực phòng thủ tự động nhờ cục xe đô của mình tương đối là ok nha. Nó đã bao quát gần như là hết cái khu vực căn cứ của mình rồi. Đấy, không có dấu vết con nào xuất hiện gần đây luôn các bạn ơi. An toàn thiệt sự. Nhưng mà không biết là cái này nó có tự động được không nhờ. Tức là mình sẽ đặt những cái hopper xuống như vậy, rồi mình sẽ cho những cái ice canister vô á. Khi nào hết thì nó sẽ tự động nạp vô. Không biết có được không á. Mình cũng đang thắc mắc á. Thôi mình sẽ test thử đi các bạn, biết đâu bất ngờ. Rồi một khoảng thời gian sau mình quay lại coi coi nó có kiểu như là tự nạp vô hay không á. Công việc còn lại của mình đó chính là đi ngủ thôi. Tại vì căn cứ của mình đã rất là an toàn rồi các bạn ơi. Eo, thích nhờ. Nhưng mà những ngày sau thì không biết có an toàn nữa hay không. Tại mình thấy mấy cái ổ dịch gần nhà á, nó đang có dấu hiệu là nó đang bùng phát dữ dội lên các bạn ơi. Chắc mình phải hành động á, trước khi quá trễ á. Được, nhưng mà đây mình xem thử coi coi phạm vi mà ổ dịch nó lan rộng tới mức nào rồi. Eo. Ôi. Ê, ghế bên nhà mình luôn rồi. Ôi trời ơi. Nạp đạn bắp chuối vô. Mình sẽ bắn xuống dưới. Ok, mình đã phá hủy được cái flat mount rồi các bạn. Còn cái flat mount nào khác không? Ê, còn kìa. Nó đầm đầy kìa. Flat mount hả? Nhắm xuống dưới nè. Ui dạ, không xin nha. Là phải thêm một viên nữa các bạn ơi. Bắn lại. Ê, bắn thua. Cái này mình bắt buộc mình phải áp sát để mình bắn rồi các bạn ơi. Không bắn là không được. Ok. Ở dưới nó đông quá, đông quá. Trở lên căn cứ mình lại thôi. Tại vì chỉ có khu vực này là an toàn rồi các bạn ơi. Hay bắt buộc là mình phải hành động rồi các bạn ơi. Thôi được, bây giờ mình sẽ vô trong. Mình sẽ đầu tư một loại vũ khí mới. Mặc dù mình biết là nó sẽ tàn phá cái địa hình rất là dở, nhưng mà đây là cách duy nhất mình nghĩ có thể đẩy lùi những cái cây nấm này một cách nhanh chóng mà không cần nhờ tới CDU các bạn ạ. Và thứ mà mình đề cập tới đó chính là những cái TNT được nâng cấp này các bạn ạ. Mình sẽ chế tạo loại nhân 20 ha. Tức là sức công phá của nó sẽ gấp 20 lần so với trái TNT bình thường á. Và để chế tạo được nó thì mình thấy công thức cũng không quá khó các bạn. Đầu tiên là mình sẽ cần có trái TNT nhân 5 trước nè. Công thức thì khá là rẻ ha. Thế nên là mình sẽ bấm công thức liền cái trái TNT này trước nè. Tiếp theo mình sẽ nâng cấp trái 5 lên trái nhân 20 bằng cách là thêm 4 trái TNT và 4 thuốc súng thôi. Rồi, vậy là xong. Chúng ta đã có được TNT nhân 20. Và để biến thành cái loại mà có thể ném được thì mình sẽ cần ghép với một cái trái Dynamite X5. Công thức của nó thì lại cần một trái Dynamite thường nè. Nè các bạn coi công thức nè, cũng khá là hạt dẻ ha. Có liền luôn. Thêm một trái TNT X5 nữa, ghép nó lại. Rồi, vậy là bây giờ mình đã có thể tạo ra được Dynamite X20 rồi, 4 quả. Wow. Tuy nhiên thì cái này nó không stack lại được các bạn ơi. À, nó còn có thể enchant được nữa hả? What? Là thật? Chưa, từ từ. Để mình test thử coi coi một cái quả Dynamite này mình có thể dùng được bao nhiêu lần ha. Mình sẽ test trước ở khu vực gần nhà mình luôn đi, cho tiện các bạn. Rồi, ngay đây. Đó. Các bạn thấy không? Nó nổ cực kỳ nhanh luôn. Và phá hủy gần như là sạch sành sanh chỗ nấm này luôn nè. Ui. Oh my gosh. Đây rồi. Với cái này mình có thể dọn nấm khá là nhanh các bạn. Tuy nhiên thì nó hơi tàn phá địa hình một xíu ha. Bắt buộc rồi. Muốn sạch nấm là phải hơi quậy phá vậy thôi. Ok. Và có vẻ là với một quả Dynamite X20 này mình cũng có thể dùng được rất là nhiều lần các bạn, nên cũng khá là yên tâm á. Tiếp tục. Ok.
Ê, 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 con Ferret này nó đang cản mình phá nấm các bạn. Dám cản ta hả? Mấy con kia. Ôi dạ, trời. Ừ, nổ đi, không sợ đâu. Ta đâu có bơm rồi, chấp các ngươi luôn. Trước sau ta cũng phá con này thôi. Giờ các ngươi nổ ta cũng không sợ nữa đâu. Kệ bọn chúng luôn. Phá nấm tiếp thôi các bạn. Ôi dạ, ôi. Bình tĩnh. Oh my gosh. Trở lại công việc nào. Đấy. Wow. Ui, ở dưới này vẫn còn một số chỗ nó vẫn còn nấm quá trời nè. Trộn dưới thôi các bạn. Mỗi góc tròn quả ha. Nhưng mà cách này thiết nghĩ thì chỉ kiểu như là chống cháy thôi các bạn ạ. Kiểu như tạm thời dẹp được cái ổ dịch đó. Chứ muốn dẹp hoàn toàn cái đại dịch này á thì chắc phải tìm cái ổ dịch lớn nhất các bạn ạ. Ở trên này thì có vẻ là chúng ta phải nạp thú công các bạn ạ. Chứ không có nạp tự động bằng hopper được rồi. Ôi dồi ôi. Vậy cũng hơi khó ha. Ui, nhưng mà sau khi chọi bơm một lúc thì mình thấy có vẻ là không dẹp được hoàn toàn các bạn ơi. Các bạn nhìn kìa, nó vẫn mọc lại nhưng mà mọc với tốc độ nhanh hơn nữa hay sao á. Đó, các bạn thấy không? Nó phát triển rất là nhanh luôn. Ui dồi ôi. Với tình hình này chắc sắp tới mình phải chế tạo cái loại bơm nó còn có sức công phá dữ dằn hơn nữa các bạn ơi. Bình một phát là banh hết khu vực này luôn á thì may ra. Chứ như vậy thì không sớm thì muộn thì những cái nấm đó cũng sẽ sinh sôi nảy nở lại giống như ban đầu thôi các bạn ơi. Bắt buộc mình phải dùng CDU và đem xuống dưới thôi các bạn à. Dẹp từng khu vực ha. Thì may ra chung quy lại thì việc sử dụng CDU vẫn là một cách triệt để chúng ta đẩy lùi đại dịch này các bạn à. Rồi, nạp thêm Ice Canister vô và chờ đợi thôi ha. Sau khoảng 2 hôm hoạt động thì cơ bản chỗ này nó đã sạch hơn một xíu nhờ cái cục CDU các bạn ạ. Như vậy dù dùng cách nào đi chăng nữa thì bắt buộc chúng ta vẫn phải sử dụng cái khối CDU để clear hoàn toàn các bạn ạ. Đây, vậy là căng rồi. Sắp tới mình phải mang cục CDU này và đi thẳng tới cái đảo nắm cái sinh. Ê, cái gì? Ủa? Ê, hình như cái cục CDU... Ủa, nó còn năng lượng không vậy? Ok. Trời ơi, nó hết hàng gì? Mấy con kia nó đã bắt đầu áp sát được rồi. Bên này còn không? Bên này cũng mới hết luôn. Hèn chi. Nói chung thì hôm nay mặc dù mình đã có một cái căn cứ an toàn hơn và cũng dẹp được một ít cái chỗ ổ dịch nó mới bùng phát ngày hôm nay ở phía chân đồi kìa các bạn. Tuy nhiên thì thời gian sắp tới chưa chắc là mình sẽ có thể phòng thủ nổi các bạn ạ. Nên là dự chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian sắp tới đây. Và liệu rằng Lộc có thể sống sót cho tới ngày 100 ở trong cái cuộc hành trình đại dịch nấm ký sinh hay không? Câu trả lời sẽ có ở những tập tiếp theo. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Lockroot hay là Unit Toilet thì có thể ghé qua shop của Lộc, lên shop ở dưới phần bình luận của video. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình hơi bị căng thẳng này nha. Bye bye. We'll be right back.